Vừa rồi là một phần những kiến thức, sự trải nghiệm thực tế mà bạn nhỏ Trần Phước Chí Dĩnh cùng các bạn đã học được trong những ngày nhập vai lính cứu hỏa ứng phó với hỏa hoạn. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2023, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hải Châu tại thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình lưu động một ngày làm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ các trường tiểu học. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng ứng phó hỏa hoạn, thực hành các đội hình chữa cháy với nhiều nội dung: thoát nạn từ trên cao, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế, kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Học sinh cũng được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, xử lý tình huống cháy nổ tại nhà. Trong ngày 8 tháng 10, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, hàng chục lính cứu hỏa miệt mài hướng dẫn kỹ năng cho hàng trăm học sinh của các trường tiểu học về kỹ năng ứng phó hỏa hoạn. Buổi trải nghiệm hóa thân thành lính cứu hỏa của học sinh tiểu học diễn ra rất sôi nổi, hào hứng. Thiếu tá Trần Phước Hùng là phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hải Châu cho biết, trước những nguy cơ cháy nổ, đơn vị đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu triển khai chương trình nâng cao kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho toàn bộ học sinh trên địa bàn quận. Cho học sinh nó tiếp cận thực tế một số cái loại hình, một số cái tình huống đặc biệt như là cái không gian hạn chế, là trùng cưu, trùng cọp, và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh. Và thứ hai nữa, môi trường khói khí độc, và là để học sinh có thể thoát được khi có sự cố cháy nổ xảy ra và bảo toàn cho mình một trang bị, cho mình một cái kỹ năng để khi sự cố cháy nổ xảy ra thì có thể thoát được cái đám cháy. Là qua các lớp mà đã tiến hành, và đặc biệt là các lớp ngày hôm nay, thì tinh thần học sinh rất là hâm muốn tìm hiểu, học tập để trang bị cho mình cái kiến thức từ cái các chú cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tất cả các học sinh em nào cũng rất là hào hứng phấn khởi tham gia. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp tổ chức nhiều đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, nhà cho thuê để chấn chỉnh những sai phạm về công tác phòng cháy chữa cháy, tránh những sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng hướng dẫn hơn 500 người dân thực hành phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với những công cụ, thiết bị hiện đại để nâng cao kỹ năng chiến đấu với giặc lửa.